Thưa quý vị và các bạn, 47 năm sau ngày giải phóng 29 tháng 3 năm 1975, thành phố Đà Nẵng có những bước chuyển mình mạnh mẽ về mọi mặt, đã và đang trên đà đổi mới toàn diện, bền vững, với mục tiêu trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, thành phố động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Trong đó, ngành du lịch thành phố đã có bước phát triển ngoạn mục, trở thành một trong những điểm đến hàng đầu châu Á. Cùng với sự phát triển, lột xác lần kỳ của thành phố sau giải phóng, nhất là sau 25 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, diện mạo du lịch Đà Nẵng đã có sự thay đổi ngoạn mục nhờ thành phố ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, cũng như có nhiều cơ chế, chính sách chiến lược trong kêu gọi thu hút các tập đoàn, nhà đầu tư về du lịch. Ngoài giá trị cốt lõi về tài nguyên du lịch, có thể nói chính tư duy đột phá sáng tạo trong mô hình phát triển đã đưa du lịch Đà Nẵng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực có sức lan tỏa lớn, định vị được thương hiệu trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Mặc dù chịu sự tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng với bước đi linh hoạt, năng động, du lịch Đà Nẵng hứa hẹn những bước chuyển mình mới. Do dịch bệnh cho nên là cái hoạt động du lịch của chúng tôi cũng phần giảm sút, thì theo cái chỉ đạo của chính phủ và cái sự nỗ lực của thành phố thì chúng tôi sẽ cố gắng là khôi phục lại cái hoạt động này một cách mạnh mẽ, trở lại như cái thời kỳ vàng son bắt đầu từ tháng 3 của năm 2022. Tháng 3 này, cùng với ngày hội lớn của thành phố kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Đà Nẵng, du lịch thành phố liên tục đón những tín hiệu khởi sắc với hàng loạt các sự kiện văn hóa du lịch hút khách. Trong đó điểm nhấn là các hoạt động chào mừng sự kiện đón các chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Singapore và Bangkok, Thái Lan trở lại Đà Nẵng sau hơn 2 năm bị gián đoạn bởi Covid-19. Đây là cái khoảnh khắc mà chúng tôi chờ đợi từ rất lâu, từ 2 năm rồi. Thời gian tới nếu như tình hình phát triển tốt thì chúng tôi sẽ tăng tần suất khai thác lên. Những ngày này tại các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố, không khí rộn ràng đón khách khiến chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những tín hiệu khởi sắc về sự hồi sinh của ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng sau đại dịch. Chúng tôi đã chờ đợi thời điểm mở cửa này lâu rồi và cũng đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Bên cạnh việc tuân thủ quy trình đón phục vụ khách đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành và các hướng dẫn của Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch thành phố, chúng tôi cũng chủ động thiết lập những biện pháp phòng tránh dịch riêng như bố trí bác sĩ, nhân viên và thiết lập khu vực chức năng riêng khi có ca dương tính COVID-19. Đối với những ca khẩn cấp, chúng tôi còn trang bị phòng cách ly tại một khu riêng biệt hoàn toàn với các khách khác. Cùng với sự thích ứng linh hoạt, hiệu quả và chiến lược truyền thông xúc tiến du lịch năng động, nhạy bén, du lịch Đà Nẵng đang dần định vị trở lại trên bản đồ du lịch trong nước và thế giới. Vượt qua những thách thức, với sự đổi mới về tư duy, du lịch Đà Nẵng hứa hẹn sẽ có những bước chuyển mình mạnh mẽ hơn trong tương lai.